kháng sinh beta-lactam là nhóm kháng sinh được sử dụng rộng rãi nhất, đặc biệt là penicillin và cephalosporin. Cho nên các bạn thấy các đơn đó, thường là kê là amoxicillin với axit clavulanate hoặc là cefalexin này, cefuroxim, cefaclor, cefixim này. Là các cephalosporin thêm 1 đến 3 là hay được kê nhất. Thì nó có một đặc điểm chung là có vòng lactam đều tác động trên BBP làm ức chế tạo vắt và phá vỡ tắc tế bào hết, và nó có đều có tác dụng là diệt khuẩn. Và vì nó có tác động trên vắt tế bào cho nên nhóm beta lactam nó không có hiệu quả trên vi khuẩn không điển hình giống như chlamydia, mycoplasma hay ureaplasma, vì những vi khuẩn này nó không có vắt tế bào. Rồi, đây là một nhóm kháng sinh nổi tiếng về khả năng gây dị ứng. Nó gây dị ứng nhiều hơn nhiều các kháng sinh khác. Thì các bạn thấy nha, đây penicillin á, là nó có vòng beta-lactam nối với một vòng năm cạnh có lưu huỳnh và bão hòa. Vòng này gọi là vòng penam. Từ đó nó mới có tên là penicillin. Xuống cephalosporin, đây là vòng 6 cạnh có lưu huỳnh không bão hòa, đây gọi là vòng cefem. Tương tự đây gọi là vòng penem. Còn đây là vòng beta-lactam đơn độc, cho nên nó gọi là vòng monobactam. Kháng sinh này gọi là monobactam. Rồi mình đi đến kháng sinh đầu tiên là penicillin. Thì penicillin được đưa vào sử dụng năm 1941 là nhóm kháng sinh đầu tiên được sử dụng của nhóm beta-lactam. Thì sau đó, chỉ sau trong một năm thôi, đã xuất hiện rất nhiều trường hợp mà tụ cầu tiếp penicillin để đề kháng với penicillin rồi. Thì trên thực tế thì penicillina này á, nó đã được phát hiện trước khi cả penicillin được sử dụng trên lâm sàng rồi, chứ không phải là nó phát hiện sau. Thì để chống lại cái sự tiết penicillina này, thì ra đời các penicillin thế hệ 2 để diệt tụ cầu tiết penicillina. Rồi đặc điểm chung của nhóm penicillin là tạo mũi ectan với các base hữu cơ, ví dụ benzpenicillin phản ứng với procalcin tạo nên procalcin benzicillin, là thuốc có tác dụng kéo dài dự phòng liên cầu viêm họng á. Thì người ta chỉ cần chích một mũi thôi, hoặc giống như là điều trị giang mai. Thứ hai nữa, ngoại trừ penicillin thế hệ 2, 3 và 6, các penicillin còn lại thường nhảy với các penicillina. Nó không giống như các cephalosporin. Các cephalosporin nó đề kháng khá là tốt đối với các beta-lactam. Hay là monobactam thì đề kháng với hầu hết các beta-lactam khác, ngoại trừ ESBL. Nên nó cần phải kết hợp với chất ức chế beta-lactam để điều trị vi khuẩn gram âm. Tại vì các vi khuẩn gram âm á, hiện nay nó tiết ra beta-lactam rất nhiều. Cho nên amoxicillin hoặc là ampicillin đơn độc á, nó không còn được dùng để điều trị vi khuẩn gram âm dưới cơ hoành. Nhóm này á, thì ít độc nhưng có tỷ lệ dị ứng cao nhất. Có thể nói là cao nhất trong cả nhóm beta-lactam luôn á. Có phản ứng chéo với mọi beta-lactam ngoại trừ monobactam. Và nhóm này có phân cực cao, chủ yếu đào thải qua thận ở dạng con hoạt tính ngoại trừ napsilin. Rồi, thì ban đầu mình đến với penicillin thế hệ 1. Thì penicillin G là penicillin dạng tiêm, còn penicillin V là penicillin dạng uống. Thì hiện nay thì penicillin V mình rất là ít thấy. Ở tỉnh mình thì mình không thấy luôn. Và penicillin V để đạt được liều như penicillin G trong huyết tương thì cần liều nhân 2 lần. Cái phổ tác động là tụ cầu nhảy với penicillin hiện nay chỉ còn khoảng 5-10% và phế cầu nhảy với penicillin. Còn liên cầu viêm họng thì vẫn nhạy cảm cao với penicillin ha. Cho nên là penicillin vẫn còn được dùng để điều trị viêm họng do liên cầu hoặc dự phòng. Cái tác động thứ hai là các trực khuẩn gram dương ái khí như bạch hầu, bệnh than. Trực khuẩn gram dương yếm khí như Clostridium hoại thư, uốn ván. Ngoại trừ là Clostridium difficile thì nó kháng với cái này ha. Nó kháng. Các xoắn khuẩn như giang mai, Leptospira. Mặc dù đã dùng penicillin để điều trị giang mai hoặc là các xoắn khuẩn đã lâu lắm rồi, nhưng mà hiện nay giang mai không có trường hợp nào đề kháng với penicillin cả, do nó không tiết ra được penicillina.
cũng như nó không thay đổi PVP một cách hoàn hảo được. Thì não mô cầu có nhạy cảm với penicillin nhưng không đề kháng hoàn toàn, sản xuất beta lactamase ở não mô cầu là cực kỳ hiếm. Trong khi lậu cầu đã đề kháng hoàn toàn, não mô cầu là song cầu khuẩn gram âm ha. Nhưng mà tuy nhiên nó lại không sản xuất ra beta lactamase. Đó là một điều khá đặc biệt. Rồi mình qua với penicillin thế hệ 2. Phổi như thế hệ 1 nhưng kháng được penicillinase của tụ cầu vàng. Thì hiện nay là penicillin thế hệ 2 giống như oxacillin, chủ yếu để dùng điều trị nhiễm trùng do tụ cầu vàng, giống như viêm nội tâm mạc cấp tính do tụ cầu, hoặc là nhiễm khuẩn da do tụ cầu chẳng hạn. Thì đây là các kháng sinh được sử dụng này. Hiện nay là oxacillin, chlorhexidine, dichlorhexidine, fluoxacillin và một vài cái nữa. Nhưng mà hiện nay methicillin thì không còn được sản xuất, tại vì oxacillin nó ổn định với beta-lactamase hơn. Tuy nhiên á, thì trên lâm sàng á, cephalosporin thế hệ 1 vẫn được ưa thích hơn để điều trị tụ cầu tiếp penicillinase, tức là con MRSA. Thì mình có một câu hỏi này, các bạn có thể trả lời ở dưới á. Thì tại kết hợp giữa cloxacillin và amoxicillin là đúng hay sai? Và kết hợp này có ưu điểm gì so với amoxicillin phối hợp với carvulanate? Ha? Tại vì mình thấy cái kết hợp này mình thấy cũng kỳ. Thì đây là một câu hỏi mình đặt ra cho với các bạn nha. Các bạn hãy trả lời ở dưới xem sao. Rồi mình qua với penicillin thế hệ 3, gọi là aminopenicillin, do được gắn thêm gốc NH2. Đó chính là tạo nên chữ amino đó. Thì từ đó ta có amoxicillin và ampicillin. Thì nhờ gắn thêm nhất gốc NH2 này này thì phổi nó được mở rộng lên rất là nhiều, có tác dụng trên cả vi khuẩn gram âm. Hiện nay thì các vi khuẩn gram âm nó tiết ra beta lactamase rất là nhiều. Ví dụ như những con E. coli á, nó tiết ra beta lactamase gần như gần 100%. Cho nên amoxicillin hay ampicillin không còn được khuyến cáo sử dụng đơn độc trong điều trị nhiễm trùng dưới cơ hoành nữa. Rồi. Thì đây là đặc trưng của amoxicillin và ampicillin. Một á, là có phổ kháng khuẩn gần giống nhau. Amoxicillin được ưa chuộng hơn do ít gây tiêu chảy và sinh sản dụng tốt hơn. Thì cùng với một liều, ta có nồng độ thuốc trong máu của amoxicillin cao hơn so với ampicillin. Khác với ampicillin thì amoxicillin thường không gây tơ miệng do candida và tiêu chảy kích ứng. Ampicillin thường dùng để điều trị nhiễm khuẩn do Enterococcus faecalis nhạy cảm với ampicillin nên được dùng để điều trị viêm nội tâm mạc do Enterococcus faecalis. Thì đây là một đặc trưng tốt của ampicillin, nó nổi trội hơn. Thứ hai nữa là amoxicillin không qua được hàng rào máu não nên không được dùng để điều trị viêm gan não như ampicillin. Ngoài ra thì amoxicillin chỉ có hoạt tính yếu trên Shigella. Đây. Đây là ba đặc điểm mà ampicillin nổi trội hơn là amoxicillin nha. Còn lại thì thường đó, là người ta sử dụng amox, ưa dùng amox hơn. Tại vì amox thường không gây tơ miệng cho candida và tiêu chảy kích ứng. Ngoài ra thì nó có sinh khả dụng tốt hơn. Đó. Ở đây là qua thế hệ 3B, uridopenicillin. Thì cái phổ của nó hướng qua gram âm thì tạo nên những chất này. Azoxylin, piperacillin là một chất thường được sử dụng nhất trong bệnh viện. Nó có phổ hướng tập trung trên Pseudomonas aeruginosa, tức là con trực khuẩn mủ xanh á. Và nhóm này thì nó vẫn nhạy cảm với penicillina ngay, hay các beta lactamase. Cho nên khi mà nó sử dụng điều trị á, nó thường phối hợp với tazobactam á. Rồi qua thế hệ 4 là carboxypenicillin, uống đồng vẫn với aminoglycosid trên diệt trực khuẩn mủ xanh đa kháng thuốc. Này, đây là cấu trúc còn thêm nhóm carboxy, cho nên nó mang tên là carboxy á. Các bạn thấy chưa? Carboxy này. Qua thế hệ 5 thì nó như thế hệ 4 cũng có nhóm carboxy, tuy nhiên nó có thêm nhóm 6 alpha methoxy nữa. Dạ, đây này.
thì nó tạo ra temocillin. Và nhờ có nhóm 6 alpha methoxy này nên nó kháng với các penicillinase và các beta lactamase khác. Thì đặc trưng là có ít hoạt tính trên vi khuẩn gram dương. Thì nó có hoạt tính kém hơn với sulfotaxim hoặc ceftazidim, chỉ có hoạt tính trung bình trên Enterobacter riaceae thôi. Nó chỉ được dùng để điều trị nhiễm khuẩn gram âm mà đề kháng với ceftazidim hoặc sulfotaxim. Ta có mesilinam. Thì cái chất này chuyên để dùng điều trị nhiễm khuẩn đường tiểu do nó đạt nồng độ rất cao trong nước tiểu. Nó có tác động trên PBP2, chủ yếu trên vi khuẩn gram âm. Đây đây là phổ của nó. Nó rất nhạy cảm với E. coli, nhạy cảm với Yersinia, Salmonella, Shigella, Enterobacter, Citrobacter, Klebsiella. Do cái thuốc này rất ít hấp thu qua đường tiêu hóa. Thì mesilinam có tác dụng yếu khi dùng một mình, có tác dụng đồng vận với các beta lactam khác, thì có tác dụng đồng vận với cephalosporin trên Enterobacteria, với penicillin G trên Staphylococcus. Cho nên có một câu hỏi, mình để một câu hỏi đây. Mesilinam có thể kết hợp với ampicillin để điều trị nhiễm khuẩn gram âm hay không? Thì câu hỏi này là câu hỏi mình dành cho các bạn. Rồi đây là đặc trưng của thế hệ. Thì đây bạn các bạn có thể tham khảo. Rồi tóm lại cần nhớ gì? Thì penicillin G là thế hệ 1 đó, còn nhạy cảm với liên cầu các sán khẩn như Lyang Mai, Listeria. Thế hệ 2 chủ yếu dùng để điều trị tụ cầu vàng. Thế hệ 3 có phổ rất rộng nhưng nó không đề kháng được với beta lactamase. Từ thế hệ 4 trở về sau có xu hướng mở rộng về gram âm, tác dụng được trên Pseudomonas, tức là con trực khuẩn mùa xanh đó. Rồi dược động học thì hầu hết các penicillin đó đều thải trừ hầu hết ở ở dạng nguyên vẹn qua thận, ngoại trừ napsilin là thải trừ qua gan thôi. Qua thế hệ 5 thì nó như thế hệ 4 cũng có nhóm carboxy, tuy nhiên nó có thêm nhóm 6 alpha methoxy nữa. Dạ, ở đây này. Thì nó tạo ra temocillin. Và nhờ có nhóm 6 alpha methoxy này nên nó kháng với các penicillinase và các beta lactamase khác. Thì đặc trưng là có ít hoạt tính trên vi khuẩn gram dương. Thì nó có hoạt tính kém hơn với sulfotaxim hoặc ceftazidim, chỉ có hoạt tính trung bình trên Enterobacter riaceae thôi. Nó chỉ được dùng để điều trị nhiễm khuẩn gram âm mà đề kháng với ceftazidim hoặc sulfotaxim. Ta có mesilinam. Thì cái chất này chuyên để dùng điều trị nhiễm khuẩn đường tiểu do nó đạt nồng độ rất cao trong nước tiểu. Nó có tác động trên PBP2, chủ yếu trên vi khuẩn gram âm. Đây đây là phổ của nó. Nó rất nhạy cảm với E. coli, nhạy cảm với Yersinia, Salmonella, Shigella, Enterobacter, Citrobacter, Klebsiella. Do cái thuốc này rất ít hấp thu qua đường tiêu hóa. Thì mesilinam có tác dụng yếu khi dùng một mình, có tác dụng đồng vận với các beta lactam khác. Thì có tác dụng đồng vận với cephalosporin trên Enterobacteria, với penicillin G trên Staphylococcus. Cho nên có một câu hỏi, mình để một câu hỏi đây. Mesilinam có thể kết hợp với ampicillin để điều trị nhiễm khuẩn gram âm hay không? Thì câu hỏi này là câu hỏi mình dành cho các bạn. Rồi đây là đặc trưng của thế hệ. Thì đây bạn các bạn có thể tham khảo. Rồi tóm lại cần nhớ gì? Thì penicillin G phổ tác dụng của các cephalosporin. Thì các cephalosporin thế hệ 1 giống như là cephalexin thì nó có tác dụng tốt trên vi khuẩn gram dương giống như tụ cầu. Và nó có khả năng đề kháng được với penicillinase được tiết ra bởi các tụ cầu, cho nên nó được dùng để điều trị nhiễm khuẩn do tụ cầu như là nhiễm khuẩn da và mô mềm. Và thực tế trên lâm sàng thì các cephalosporin thế hệ 1 giống như cephalexin được ưa chuộng hơn oxacillin để điều trị các nhiễm khuẩn do tụ cầu. Còn
Cephalosporin thể 3 thì chỉ có tác dụng yếu trên tụ cầu thôi, cho nên nó không được sử dụng để điều trị các nhiễm khuẩn do tụ cầu, ngoài trừ cefuroxim. Tuy nhiên thì cả cephalosporin thể 3 thì nó có tác dụng tốt trên vi khuẩn gram âm và tốt trên cả phế cầu nữa. Cho nên các bạn có thể thấy là ở bệnh viện sản nhi, người ta sử dụng cefuroxim để điều trị viêm xoang và viêm tai giữa ở trẻ em á. Tại vì cả tác nhân mà hay gây bệnh đó là do phế cầu và hay hemophilus influenza thì cefuroxim tác dụng tốt trên những chủng đó. Còn cả cephalosporin thể 2 thì nó có tác dụng trung bình trên các loại vi khuẩn hết. Và có một điều đặc biệt thì nó có tác dụng tốt trên vi khuẩn ký khí. Cho nên các cephalosporin thể 2 có thể dùng để điều trị các nhiễm khuẩn ký khí. Còn cephalosporin thể 4 có điều gì đặc biệt? Đó là nó có khả năng đi kháng tốt với beta-lactamase, tốt hơn thể 3. Cho nên người ta có thể sử dụng cefepime để điều trị nhiễm khuẩn gram âm đi kháng với các cephalosporin thể 3. Rồi. Khoảng cổng của cephalosporin là những con này. Và các vi khuẩn gram âm tiết ra RBL, tức là beta lactamase rộng. Khoảng trọng của lá cephalosporin thì các bạn có thể nhớ đến chữ 5 mét. L là Listeria, A là Antipico, là các vi khuẩn không điển hình như Chlamydia hay Mycoplasma. Những con này thì nó không có vắt tế bào, cho nên tất cả những kháng sinh hoặc họ beta lactam đều không có tác dụng đến những con này vì nó không hoàn toàn không có vắt tế bào. Đây là những vi sinh ký sinh nội bào bắt buộc. Còn Legionella thì sao? Legionella là một trực khuẩn gram âm ký sinh nội bào cũng như Rickettsia. Thì do ký sinh nội bào cho nên những vi kháng sinh tác dụng thấm kém vào trong nội bào á, giống như là cephalosporin thì tác dụng yếu trên con này, không đủ tin cậy trên lâm sàng. MRSA thì trừ cephalosporin thể 5 ra, còn lại tất cả các beta lactam đều không tác dụng trên MRSA. E là Enterococci và C là Clostridium difficile, vi khuẩn gây viêm đại tràng giả mạc. Và vì nó không tác dụng trên con này, cho nên các cephalosporin thường hay gây tiêu chảy có liên quan đến kháng sinh và tăng nguy cơ nhiễm Clostridium difficile. Để nhớ tên các cephalosporin thì đôi khi tên của các thuốc quá nhiều, mọi người không thể nhớ hết được. Thì chúng ta có một cách gì để phân biệt được các loại thuốc? Ví dụ như cephalosporin thể 1 đều có chữ phơ, ngoài trừ cefazolin như cefalotin, cefalexin, cefapirin. Thể 2 đều có chữ S như cefaclor, cefuroxim, cefotetan. Thể 3 đều có chữ T hoặc chữ tri, ngoài trừ cefixim. Thì cefixim là một kháng sinh đường uống thuộc thể hệ 3 quá nổi tiếng rồi, nên các bạn có thể nhớ luôn. Còn lại những cái còn lại đều có chữ tri hoặc là chữ T hết. Còn cefepime thể 4 thì cái này hiện tại hình như ở Việt Nam chỉ có sai cái này thôi, các bạn có thể nhớ. Sử dụng trên lâm sàng thì đây là cả trường hợp sử dụng trên lâm sàng như viêm phổi bệnh viện, viêm phổi cộng đồng, hoặc là sốc nhiễm khuẩn do vi khuẩn, nhiễm khuẩn trung huyết, nhiễm khuẩn tiết niệu, nhiễm trùng hô hấp. Chỉ định cả cephalosporin thì vì cephalosporin thể 1 có tác dụng tốt trên vi khuẩn gram dương, cho nên nó dùng để điều trị nhiễm khuẩn da và môi mềm do liên cầu và tụ cầu. Nó có thể trị nhiễm trùng đường tiết niệu không biến chứng. Vì sao? Cả cephalosporin thể 1 á thì nó có khả năng đề kháng với beta lactam yếu hơn các cephalosporin thể 3. Và các nhiễm khuẩn đường tiết niệu thì đa số là do vi khuẩn gram âm. Nhưng mà các cephalosporin thể 1 đến 3 thì nó có tác dụng tương đương nhau trên lâm sàng, chứ nó không có cái nào hơn cái nào hết. Nguyên nhân là tại vì các cephalosporin này được đào thải ở nước tiểu ở dạng con nồng độ con hoạt tính. Và vì nồng độ nó rất cao trong nước tiểu, cho nên nó có thể tiêu diệt cả những vi khuẩn mà biểu hiện là đề kháng trên in vitro, trên ống nghiệm á. Nhưng trong thực tế lâm sàng thì nó sẽ tiêu diệt được. Và nó có thể sử dụng dự phòng phẫu thuật này. Các cephalosporin thể 2 có thể trị nhiễm khuẩn hô hấp tiết niệu.
Thể ba thì thường gặp trong vi văn não, dùng trong vi văn não là sep sepsis, nhiễm khuẩn huyết, nhiễm khuẩn tiết niệu. Còn như đã nói ở trên á, thì cephalosporin thể 4 giống như cefepime thì nó có khả năng đi kháng tốt với beta-lactamase, vì thế nó có thể dùng để điều trị nhiễm trùng bệnh viện nặng do vi khuẩn đã kháng lại với các kháng sinh khác. Điểm nhấn trong sử dụng cephalosporin thì các bạn có thể nhớ các cephalosporin thể 1 như cefalexin được ưa chuộng hơn oxacillin trong điều trị nhiễm trùng tụ cầu nhảy methicillin. Nguyên nhân là vì các bác sĩ là ưa chuộng những kháng sinh mà có phổ rộng hơn. Thế thôi. Thứ hai là cephalosporin thì hiệu quả diệt khuẩn nó hơi tốt hơn oxacillin một tí. Cephalosporin thể 1 tượng có hiệu quả tương đương với cephal 2 và 3 trong điều trị nhiễm trùng tiết niệu. Dù nó nhảy với beta-lactamase hơn, thì như mình đã nói ở trên á, nồng độ trong nước tiểu của nó đủ cao để mà tiêu diệt các vi khuẩn. Điểm nhấn trong thể hai là các bạn nhớ này, nó có tác dụng trên cả vi khuẩn kỳ khí. Thứ hai là cefuroxim không giúp dự phòng tình trạng di mầm bệnh đến hệ thần kinh trung ương gây ra bởi phế cầu hoặc nhiễm khuẩn huyết thực phát gây ra bởi hemofilus từ viêm phổi cộng đồng. Cho nên là trong viêm phổi cộng đồng là mình không có sử dụng cefuroxim nói riêng. Và thường thì trên lâm sàng người ta cũng sử dụng cả cephalosporin thể 2 luôn. Mà nếu mà cần dùng thì người ta sẽ dùng cephalosporin thể 3 hơn. Thứ ba là cefaclor chỉ có hiệu quả hạn chế trong điều trị nhiễm trùng đường hô hấp trên do khả năng xâm nhập hạn chế vào dịch tiết đường hô hấp này. Thì các bạn biết xâm nhập hạn chế vào dịch tiết đường hô hấp thì dẫn tới một điều là nồng độ thấp. Mà nếu nồng độ thấp thì hiệu quả diệt khuẩn không đảm bảo. Nha. Vì thế là nó không hiệu quả trong cái trường hợp này. Ngoài con ceprozil có khả năng này lớn nhất, nó khả năng thấm tốt thì mình sẽ ưa dùng cái này hơn. Một điểm cuối ấy, là cefocitin có kích ứng tuyến beta-lactamase. Vì thế không có phối hợp với penicillin hoặc amoxicillin để điều trị hoặc cả beta-lactam khác. Điểm nhấn trong sử dụng cephalosporin thể 3 thì ceftriaxone là kháng sinh đầu tiên điều trị theo kinh nghiệm của viêm măng não ha. Và ceftriaxone có phổ tương tự như cefotaxime. Thì như mình đã nói trên là cả cephalosporin thể 3 chỉ có tác dụng yếu trên vi khuẩn gram dương và cũng trong đó thì nó chỉ có hoạt tính yếu trên tụ cầu nhảy với methicillin thôi. MRDA có nghĩa là tụ cầu nhảy với methicillin á. Cho nên nó không có dùng để điều trị nhiễm khuẩn da và mô mềm ngoại trừ cefuroxim. Đây ngoại trừ duy nhất. Các cephalosporin thể 3 đều là các kháng sinh mà phổ rộng cho nên nó thường dẫn đến tiêu chảy do Clostridium difficile ngoại trừ ceftriaxone. Thì các bạn biết rồi, các kháng sinh mà có phổ rộng mà không tác dụng trên Clostridium difficile thì nó sẽ gây tiêu chảy nhỏ liên quan đến kháng sinh. Ceftazidim cảm ứng các trực khuẩn gram âm đường ruột, Acinetobacter và Pseudomonas tiết ra beta-lactamase phổ rộng này. Cho nên nó thúc đẩy sự gia tăng đi kháng kháng sinh. Mà những cái này á, ESBL nó lại phân hủy được cả ceftazidim. Nghĩa là ceftazidim cảm ứng để vi khuẩn gram âm tiết ra ESBL phân hủy lại chính nó. Điều này làm đến gia tăng sự đề kháng kháng sinh. Thì các bạn thấy là ở trong bệnh viện sản nhí họ hay dùng ceftazidim để điều trị các nhiễm khuẩn do Pseudomonas cũng như là sử dụng ceftazidim phổ amikacin để điều để dự phòng trong hậu phẫu. Thì điều này cũng dẫn đến tăng tình trạng đề kháng kháng sinh đấy. Điều nữa là không nên sử dụng cephalosporin thứ 3 để điều trị theo kinh nghiệm các nhiễm khuẩn do phế cầu và điều trị lâu do sự phát triển đề kháng của chúng. Thì nó không dùng đường để điều trị theo kinh nghiệm các nhiễm khuẩn do phế cầu thì mình đọc trên IDS ấy. Tuy nhiên ở Việt Nam thì điều này nó không quá quan trọng đâu. Chỉ có điều trị lâu cầu thì quan trọng này. Tại vì tỷ lệ mà lâu cầu đề kháng với cefixim á, như cefixim thì nó đã lên khoảng 30% rồi, cho nên tỷ lệ thất bại khá là cao. Hiện nay cái phác đồ để điều trị lâu cầu duy nhất là ceftriaxone 400 mg tiêm bắp kết hợp với azithromycin 1 g hoặc là doxycycline.
Rồi đến thế hệ 4 thì cefepime ổn định hơn với ASBL và các beta-lactamase khác, nên dùng để điều trị nhiễm Pseudomonas và vi khuẩn gram âm kháng với cephalosporin thế hệ 3. Qua thế hệ 5 này, đây là các cephalosporin thế hệ 5 đang được sử dụng. Thì cephalosporin thế hệ 5 là kháng sinh beta lactam duy nhất có tác dụng trên MRSA. Ha. Và cho nên nó được phê duyệt dùng để điều trị nhiễm trùng da do MRSA. Thì các bạn biết là nếu mà thuốc nào muốn được điều trị bệnh nào á, là phải qua một quá trình nghiên cứu đã. Nó có thể điều trị, nếu nó có khả năng điều trị thì nó phải được qua một cái hồ sơ nghiên cứu đã thì mới được chấp nhận. Còn những để điều trị các bệnh khác giống như viêm nội tâm mạc do tụ cầu kháng methicillin á thì nó phải được nghiên cứu đã. Hiện nay thì nó chưa được nghiên cứu cho nên nó chỉ được dùng để điều trị những khuẩn giá thôi. Và điều kém của nó thì nó chỉ nhảy với SBL như thế 3 thôi chứ nó không kháng được như thế 4. Tương tác thuốc thì cephalosporin là các kháng sinh có gây độc cho thận, cho nên phối hợp cephalosporin đối với các thuốc gây độc cho thận như aminoglycosid phosganate kháng sinh polypeptide cilastatin làm tăng nguy cơ độc thận. Trong đó thì phối hợp cephalosporin với aminoglycosid á, mà cái mà phối hợp mà đáng để cần chú ý là cephalothin cộng với aminoglycosid giống như gentamicin. Còn lại các tương tác khác thì giống như cephalosporin thể 3 thì không cần quá quan trọng. Tương tác giữa cephalosporin và furosemide thì furosemide sẽ làm tăng độ độc thần của cefuroxime. Nhưng mà người ta chưa hiểu rõ tại sao độc tính với thần này tăng thêm khi sử dụng với furosemide. Furosemide và cả cephalosporin khá hình như không tương tác. Tuy nhiên các bạn tra ở trên trang Interaction á, Drug Interaction á, thì các bạn thấy cả cephalosporin thể 3 vẫn cho thấy là tương tác với furosemide. Ha. Nhưng mà tương tác đó không có quá có ý nghĩa. Rồi. Thì probenecid á, nó sẽ ức chế đào thải tích cực tất cả các beta lactam luôn, trong đó có cả cephalosporin. Mình qua một nhóm thứ ba là monobactam. Thì atreonam á, là chất duy nhất trong nhóm đang được sử dụng là hợp chất beta lactam một vòng này, là chính là cái này. Nó có lực cao đối với PBP3 của vi khuẩn gram âm. Tuy nhiên khả năng diệt khuẩn yếu hơn cả cephalosporin thể 3. Nó thì chỉ có lực cao với PBP3 của vi khuẩn gram âm thôi nên nó không tác dụng trên vi khuẩn gram dương. Và vi khuẩn cực khí hấp thu kém qua PO chỉ sử dụng IV hoặc IM hoặc dạng hít. Thì đây là tên biệt dược của nó ở dạng IVM. Dạng hít tên biệt dược là Gastron. Người ta sử dụng để điều trị nhiễm khuẩn nhiễm trùng do vi khuẩn gram âm như E. coli hoặc Pseudomonas. Được chưa? Như các bạn ở dưới đây. Điểm nhấn trong sử dụng kháng sinh. Một đặc điểm tốt của monobactam á, là nó ít gây dị ứng chéo với penicillin và cephalosporin cũng như các beta lactam khác. Cho nên mình có thể sử dụng monobactam á, để điều trị trên bệnh nhân mà có dị ứng với penicillin và cephalosporin. Tuy nhiên không điều này không có nghĩa là monobactam nó không gây dị ứng nghe. Nó vẫn gây dị ứng. Nhưng nó không dị ứng chéo thôi, nhưng nó vẫn có thể gây dị ứng và dị ứng có thể trầm trọng đến mức chết lận. Rồi azathioprine á có khả năng với B kháng với beta lactamase của hầu hết vi khuẩn ngoại trừ KBC, ASBL, AMC beta lactamase và NMB1. Thì nhờ cái khả năng kháng với beta lactamase cao này này nên người ta có thể dùng để điều trị bệnh nhân mà nhiễm khuẩn mà đề kháng với cephalosporin thế 3. Rồi, điểm nhấn thứ ba là azathioprine không có hoạt tính đối với vi khuẩn gram dương. Vì thế phổ gần giống với aminoglycosid trên gram âm, tức là không tác dụng trên vi khuẩn ký khí gram âm. Nó gần giống aminoglycosid đó là không tác dụng trên vi khuẩn ký khí
và chỉ có tác dụng hạn chế trên gram dương thôi. Trong khi axit keo nám á, thì không tác dụng trên vi khuẩn gram dương. Mình qua một nhóm cuối cùng là cả ba bên em. Đây là một nhóm mà muốn sử dụng nó là phải có chữ ký của giám đốc bệnh viện và phải có được hội chẩn của nhiều bác sĩ thì mới được sử dụng carbapenem. Nó được coi như là kháng sinh rào cản cuối cùng á, có nghĩa là các cephalosporin thế hệ 3-4 phải thất bại đặng người ta mới được sử dụng carbapenem. Thì hiện nay có bốn carbapenem đang được sử dụng là imipenem và cilastatin. Thì imipenem á bị thủy phân bởi một chất ở thận, ống thận ở thận, cho nên là phải phối hợp với cilastatin để tăng thời gian bán thải. Ba cái sau là meropenem, etapenem, duripenem. Carbapenem là có phổ kháng khuẩn rộng nhất hiện nay trong cả beta lactam. Trong beta lactam ấy. Kháng với hơi hỏi beta lactamase trừ các carbapenem như metallo beta lactamase, KPC, NMD1. Các vi khuẩn đề kháng là có Enterococcus. Các bạn có thể nhớ một điều á là các bạn có thể nhớ phổ kháng khuẩn của các bạn bên em bằng cách nhớ các vi khuẩn đề kháng của nó. Được chưa? Thì nó sẽ tác dụng trên trang cầu khuẩn này, tụ cầu kháng methicillin, Clostridium difficile. Thì ba con này là cái con cần nhớ nhất và các vi khuẩn không điển hình. Thì tất nhiên rồi, các vi khuẩn không điển hình giống như là Chlamydia mycoplasma thì nó không có bắt tế bào nên tất cả các kháng sinh beta lactam nó không tác dụng vào được. Một đặc điểm cần chú ý của các carbapenem á là cái nối đôi ở C6 á, nó sẽ cái nối này này ở C6 á nó sẽ là ở dạng trans, trong khi cephalosporin là ở dạng cis và penicillin cũng ở dạng cis luôn. Và nhờ cái dạng trans này cho nên nó kháng mạnh mẽ với các beta-lactamase là vì vậy. Đây, phổ để các bạn tham khảo. Nếu mà nó không thể chịu nhiều atypical. Để các bạn tham khảo đi. Thì ngoài trừ cephalosporin thì nắm thôi, còn lại tất cả các beta-lactam đều không trị được tụ cầu kháng methicillin. Và cả ba bên em cũng không phải là một ngoại lệ. Phổ kháng khuẩn trên vi khuẩn gram âm hiệu khí thì các bạn thấy này, trừ etapenem ra thì cả carbapenem đều tác dụng tốt trên các vi khuẩn gram âm hiệu khí. Thì cả etapenem á nó không có tác dụng trên Acinetobacter và Pseudomonas, vì vậy nó không được dùng để điều trị nhiễm khuẩn trong bệnh viện. Etapenem á không được dùng để điều trị nhiễm khuẩn trong bệnh viện. Phổ kháng khuẩn của vi khuẩn ký khí thì nó tác dụng trên hầu hết các vi khuẩn ký khí luôn, ngoài trừ Clostridium difficile. Điểm nhấn trong sử dụng carbapenem, tránh dùng imipenem cho bệnh nhân bị co giật tổn thương ở thần kinh trung ương do imipenem có thể gây co giật. Điều số 1, tránh tiêm truyền tĩnh mạch nhanh, chữ bolus có nghĩa là nhắn á. IV bolus có nghĩa là tiêm truyền tĩnh mạch nhanh. Cả carbapenem ngoài trừ meropenem, đây là điểm nhấn quan trọng trong điều trị sốc nhiễm khuẩn. Trong điều trị sốc nhiễm khuẩn thì người ta cần phải tiêm đạt nồng độ kháng sinh cao để tiêu diệt vi khuẩn một cách nhanh và mạnh mẽ. Cho nên trong sốc nhiễm khuẩn người ta không có tiêm truyền chậm được. Rồi imipenem có nguy cơ đề kháng kháng sinh cao hơn so với carbapenem khác. Đây, đây là một điều cần quan trọng nha. Vì thế tránh đơn trị trong nhiễm khuẩn gram âm. Và một điều nữa thì imipenem á, có tác dụng tốt trên vi khuẩn gram âm. Tốt trên vi khuẩn gram dương so với meropenem. Tuy nhiên nó lại có tác dụng kém hơn meropenem trên vi khuẩn gram Etapenem không đủ tác dụng trên Acinetobacter và Pseudomonas, vì thế không được dùng để điều trị nhiễm khuẩn bệnh viện. Tại vì nhiễm khuẩn bệnh viện á, cái con Pseudomonas này rất thường gặp. Acinetobacter cũng cũng là một trong những tác nhân siêu kháng thuốc trong bệnh viện.
hoặc chống tắc thuốc, thì probenecid làm tăng tổng độ carbapenem. Thì tất nhiên rồi, nó tác tương probenecid tương tác với tất cả beta lactam. Ganciclovir làm tăng nguy cơ co giật với imipenem nên không dùng cùng. Acid valproic, cilostatin do làm tăng nồng độ cilostrin. Mình đến một phần là phối hợp kháng sinh của beta lactam. Thì có một quan niệm mà mình hay được học á là kháng sinh diệt khuẩn cầm kiềm khuẩn là bằng tác dụng đối kháng, đúng không? Cho nên nhiều người nói rằng là không được phối hợp kháng sinh diệt khuẩn với kháng sinh kiềm khuẩn. Thì điều này có đúng không? Hy vọng các bạn trả lời là có khi đúng là có khi không. Thì đối với amoxicillin có và chloramphenicol, thì chloramphenicol á là một kháng sinh có độc tính cao. Cho nên hiện nay là chỉ được dùng khi mà không còn kháng sinh nào có an toàn hơn thôi. Thì ở ngày xưa người ta có nghiên cứu á là kể cả khi có tác dụng diệt khuẩn thì chloramphenicol vẫn có tác dụng đối kháng với ampicillin, gây tổn hại trong điều trị viêm măng não mà cần phải can thiệp nhanh và mạnh. Thì khi đó là người ta nghiên cứu ra là sử dụng đơn độc ampicillin có tỷ lệ tử vong là 4,3%, trong khi phối hợp phenicol thì tỷ lệ tử vong tăng tới gấp rưỡi, gấp 2,5 lần, là lên tới 10,5%. Cho nên đây là một phối hợp sai lầm trong điều trị viêm măng não. Và thực ra thì nó đối cái phối hợp này nhiều lúc nó đối kháng trên cả in vitro luôn, là ống nghiệm luôn. Phối hợp giữa beta lactam cùng với nhóm cyclin. Thì phối hợp này á được ghi là mình đọc thấy trong sách á, là đối kháng trong viêm điều trị viêm măng não và gây hại trong điều trị viêm măng não. Tuy nhiên thì theo mình thì đấy chỉ là một câu chuyện thần thoại thôi. Vì sao? Vì macrolide thì nó không không được dùng để điều trị viêm măng não. Còn cyclin thì nó chỉ được dùng điều trị viêm măng não một vài trường hợp thôi, trong một vài trường hợp đặc biệt, còn lại thì nó sẽ không được dùng để điều trị viêm măng não. Vì đây người ta không có phối hợp hai cái này, không có phối hợp bao giờ. Cùng lắm là người ta có thể dùng là trimethoprim phối hợp sulfamethasone trong điều trị viêm măng não, chứ không có dùng doxy, hiếm khi dùng lắm, trong vài một trường hợp vài một trong một vài trường hợp đặc biệt. Và phối hợp này có hiệu quả khi nào? Thì trong điều trị bệnh than, phối hợp penicillin với doxycycline làm giảm rõ rệt tỷ lệ tử vong so với sử dụng đơn độc penicillin hoặc ciprofloxacin, hoặc là khi mà không có doxycycline. Thì phối hợp tetracycline và amoxicillin được phối hợp trong điều phác đồ điều trị HP kháng thuốc, có nghĩa là thất bại với phác đồ 1 là clarithromycin phối hợp với amoxicillin hoặc là metronidazole phối hợp amoxicillin. Rồi ceftriaxone cùng với doxycycline trong điều trị lâu giúp tăng tỷ lệ thành công và giảm nguy cơ kháng thuốc. Và có thể sử dụng trong viêm phổi dạng đông, viêm phổi cộng đồng nhẹ nha. Đây là nhẹ, điều trị ngoại trú. Phối hợp giữa beta lactam và macrolide. Thì phối hợp này cho tỷ lệ tử vong thấp hơn. Nguyên nhân là vì sao? Một á, là bảo vệ AB, tức là bảo vệ các chủng mà atypical á, các chủng không điển hình. Các chủng không điển hình thì beta lactam không có tác dụng, nhưng mà macrolide thì tác dụng rất tốt trên những loại đó. Thứ hai, macrolide có một ưu điểm là nó làm điều hòa miễn dịch, cho nên làm giảm sưng viêm. Mà trong viêm phổi cộng đồng, cái yếu tố mà miễn dịch quá mạnh mẽ là một trong những yếu tố mà gây tử vong. Nó tiết ra quá nhiều cytokine, nó có thể làm tăng nguy cơ gây tử vong, là vì vậy. Và cái macrolide này nó điều hòa miễn dịch, qua đó thì làm giảm tỷ lệ tử vong. Ngoài ra, cái điều thứ ba là macrolide á, nó làm giảm độc tính của phế cầu đi. Rồi ceftriaxone 400 mg tiêm bắp cộng với azithromycin 1 g duy nhất trong điều trị lậu. Đây là phác đồ điều trị bắt buộc. Hiện nay người ta không có dùng ceftriaxone đơn độc nữa, mà bắt buộc phải phối hợp. Hay là amoxicillin cộng clarithromycin trong phác đồ điều trị HP. Thì hiện nay là cái phác đồ này á, cái phác đồ số 1 á, chỉ có tỷ lệ thành công khoảng 70% thôi. Vì vậy, đến kết luận gì? Phối hợp kháng sinh diệt khuẩn cùng kháng sinh kiêm khuẩn có thể gây bất lợi trong điều trị những nhiễm trung cần phải diệt khuẩn nhanh và mạnh như viêm măng não
thì mình không có thể phối hợp. Trong các trường hợp còn lại hầu như không có sự khác biệt giữa phối hợp này là phối hợp này này diệt khuẩn cầm kiềm khuẩn so với sử dụng đơn trị hoặc là kháng sinh diệt khuẩn cầm diệt khuẩn. Đối với các nhiễm khuẩn nhẹ thì không có sự khác biệt, nhưng mà nhiễm khuẩn nhẹ thì người ta sẽ ưu tiên là đơn trị là hàng đầu chứ phối hợp kháng sinh. Một là làm tăng chi phí thuốc, hai là tăng tác dụng phụ, ba là tăng tốc độ đi kháng thuốc, cho nên người ta không cần thiết phải phối hợp làm gì vì phối hợp thế này là vô ích. Chỉ người ta có thể sử dụng phối hợp này trong những trường hợp nào là trong trường hợp mà vi khuẩn kháng thuốc á, giống như điều trị HP hoặc là điều trị lậu. Đây là những con mà vi khuẩn kháng thuốc cực kỳ bá đạo luôn, cho nên người ta sẽ có thể phối hợp trong những điều trị này. HP là con lì lớn á, có nhiều người điều trị hoài mà không khỏi. Rồi. Đến các phối hợp giữa diệt khuẩn và diệt khuẩn thì phối hợp mà thường hay gặp nhất là beta-lactam cộng với aminoglycosid. Đây là một phối hợp nổi tiếng. Do beta-lactam làm tăng tác dụng của aminoglycosid, làm tăng tác dụng hiệp đồng. Thì các bạn có thể để thấy đây này. Do beta-lactam phá vỡ vách tế bào, làm tăng cái nồng độ của gentamicin vào trong tế bào. Được chưa? Cho nên nó làm tăng tác dụng của aminoglycosid là vì vậy. Cho nên cái phối hợp này á, trong những nhiễm khuẩn nặng á, thì cái phối hợp này là bắt buộc giống như viêm nội tâm mạc. Tuy nhiên cũng có nhiều trường hợp á, là phối hợp này nó không có tác dụng. Thì trường hợp nào? Là những nhiễm trùng ổ bụng, tiết niệu, nhiễm khuẩn da bao mô mềm, viêm phổi và nhiễm trùng không nguồn gốc. Thì kết quả của 47 nghiên cứu so sánh của một beta lactam phổ rộng so với một beta lactam phổ hẹp phối hợp với aminoglycosid không thấy có sự khác biệt rõ ràng trong nguyên nhân tử vong. Nhưng thất bại điều trị là ít hơn so với điều trị beta lactam đơn trị. 22 nghiên cứu còn lại so sánh hiệu quả của sử dụng beta lactam đơn trị và beta lactam kết hợp với aminoglycosid thì không có sự khác biệt này. Nhưng aminoglycosid thì gây tổn thương thận nên thường gặp hơn. Phối hợp hai kháng sinh này cũng không ngăn cản được sự tiến triển của nhiễm trùng thứ cấp luôn. Thế nha. Cho nên kết luận rằng điều trị kết hợp beta lactam với aminoglycosid không có lợi hơn beta lactam đơn trị. Hơn nữa liệu pháp kết hợp có thể làm tăng nguy cơ tổn thương thận. Cho nên những nhiễm trùng như đường tiết niệu này, nhiễm khuẩn da bao mô mềm, viêm phổi thì không nên phối hợp. Tại vì sao? Tại vì các bạn thấy trong viêm phổi á thì tác dụng của aminoglycosid bị giảm đáng kể do các điều kiện giống như là sạc bạch cầu nhiều thì tác dụng của aminoglycosid bị giảm, hoặc là nồng độ axit cao, nồng độ toán cao trong các ổ viêm thì tác dụng của aminoglycosid giảm. Thì đây là trong viêm phổi á, thì đây là một trong những yếu tố mà làm cho giảm tác dụng của aminoglycosid. Trong nhiễm trùng đường tiết niệu cũng vậy, aminoglycosid không hiệu quả hơn so với những nó không hiệu quả bằng những cái kháng sinh khác giống như là quinolone, nhiễm khuẩn da và mô mềm chẳng hạn, nó cũng không hiệu quả. Phối hợp về beta lactam cộng với fluoroquinolone thì trong viêm phổi cộng đồng và viêm phổi bệnh viện thì phối hợp này làm giảm đáng kể tỷ lệ tử vong so với đơn trị. Và phối hợp giữa levofloxacin cộng amoxicillin và PPI trong phác đồ điều trị diệt trừ HP. Thì đây chỉ là phác đồ 2 thôi. Sau khi thất bại điều trị với phác đồ 1 á, thì mình mới dùng phác đồ này. Tuy nhiên Việt Nam mình á, thì các bác sĩ nhiều khi họ kê thẳng cái này lên phác đồ đầu tay luôn. Hậu quả là kháng. Hiện nay thì HP ở Việt Nam nó kháng với levofloxacin rất nhiều. Là do các bác sĩ đem cái phác đồ này lên á, đầu tay. Thì nó có hiệp đồng cộng. Nguyên nhân là vì không giống như là hiệp đồng giữa beta lactam và aminoglycosid, là beta lactam làm tăng nồng độ, tăng tác dụng của aminoglycosid thì cái phối hợp này nó không có tăng tác dụng của nhau. Cho nên nó chỉ là hiệp đồng cộng thôi. Phối hợp giữa beta lactam của metronidazole thì nó do metronidazole chỉ tác động trên vi khuẩn kỳ khí, cho nên cái phối hợp này chỉ có hiệu quả trong diệt trừ
vi khuẩn kỳ khỉ thôi. Đó là diệt trừ vi khuẩn HP. HP là một vi khuẩn vi hiệu khí. Nghĩa là nó có thể sử dụng oxy nhưng mà nó chỉ cần sử dụng oxy trong một lượng nhỏ thôi. Và sử dụng trong viêm nha chu. Viêm nha chu cũng là một bệnh do vi khuẩn kỳ khỉ. Nhìn chung trên điều trị nhiễm khuẩn vi khuẩn kỳ khỉ phối hợp này không không hiệp đồng tăng tác dụng diệt khuẩn nhưng có hiệp đồng cộng. Thì mình đã giải thích rồi, nó không tăng tác dụng của nhau cho nên nó chỉ có hiệp đồng cộng thôi chứ không có tăng tác dụng hiệp đồng. Và cũng có là ngăn chặn sự phát triển đi kháng một chút. Phối hợp giữa các beta lactam giống như penicillin nam có thể phối hợp với ampicillin để điều trị nhiễm khuẩn đường tiết niệu do vi khuẩn gram âm. Hoặc là ampicillin kết hợp với ceftriaxone để chống lại Enterococcus faecalis có hoặc không có HLA-R. HLA-R này là high liver aminoglycosid resistant á, high liver amino glycosid resistant resistant á, tức là đề kháng cao với aminoglycosid. Cái nghĩa của từ này là vậy. Thì nó được coi là sự kết hợp được lựa chọn cho bệnh nhân viêm ngoan ngoài tiêm gió Enterococcus faecalis có HLA-R. Và cả viêm nội tâm mạc nữa. Thì phối hợp này có hiệu quả tương tự như ampicillin cùng gentamicin. Phối hợp với các chất ức chế beta-lactamase. Thì bài này mình sẽ nói sau. Rồi hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về kháng sinh. Thì trước khi vào kháng sinh á, mình có một cách phân loại thế này, là phân loại theo lát cắt cơ hoành. Thì phân loại này thường được các bác sĩ ứng dụng rất là nhiều. Thì các nhiễm khuẩn ở trên cơ hoành á, như viêm họng, viêm phổi hoặc là nhiễm khuẩn da chẳng hạn, thì mình nghĩ ngay đến các là do các tác nhân gram dương giống như tụ cầu vàng, phế cầu khuẩn hoặc là liên cầu. Ha. Còn nhiễm khuẩn dưới cơ hoành thì nghĩ ngay đến gram âm, thì giống như ví dụ như viêm đường ruột, viêm đường tiết niệu. Ha. Thì tất nhiên là cái phân loại này không phải khi nào cũng đúng. Ví dụ như con não mô cầu á là song cơ khuẩn gram âm gây viêm màng não, ha. Hoặc là Haemophilus influenza cũng là một trực khuẩn gram âm. Trong khi cái con Enterococcus á là cầu khuẩn gram dương nhưng nó lại gây nhiễm trùng đường ruột chẳng hạn, nó sống trong ruột chẳng hạn. Rồi mình đến với kháng sinh đầu tiên là sulfamid. Thì sulfamid là một kháng sinh có phổ rộng nhưng mà hiện nay ít được khi được dùng riêng lẻ cho nhanh chóng bị đề kháng. Và thứ hai là hiện nay nó cũng bị đề kháng khá nhiều. Thì các kháng sinh mà nhanh chóng bị đề kháng á, như là quinolone thế hệ 1 hoặc là tetracycline á, thì người ta không cho xài nữa tại vì nó làm nhanh nhanh chóng phát triển sự đề kháng đi. Mà hiện nay người ta phải xài những kháng sinh mà khó bị có nguy cơ đề kháng thấp cơ. Rồi ở Việt Nam á, thì thường sẽ là phối hợp của trimethoprim và sulfamethasone. Thì phối hợp này nó sẽ có tác dụng là diệt khuẩn. Phổ kháng khuẩn của cái kết hợp này này nó gần giống với ceftriaxone, không có tác dụng trên Pseudomonas aeruginosa, tức là con trực khuẩn màu xanh á, với đặc trưng rất là đặc trưng là cái mủ của nó là có màu xanh. Và cái này có một nhược điểm là dễ kết tinh đường tiểu tạo thành sỏi thận. Khi mà sử dụng sulfamethasone á, đơn độc á, thì thuốc chỉ có tác dụng kiềm khuẩn thôi. Này, đây là cơ chế của nó. Thì thuốc nó sẽ cạnh tranh với, ở đây là cạnh tranh với PA3 để tạo thành một chất không có tác dụng, đúng không? Đây đây là cơ chế bình thường là pretreatin á sẽ kết hợp với PA3, sau đó tạo kết hợp với acid glutamic tạo thành acid folic. Ở đây ở chu trình dưới này thì cái thuốc nó sẽ kết hợp vào nhưng nó sẽ không tạo thành acid folic, và như vậy là vi khuẩn sẽ bị thiếu acid folic, do đó nó bị kiềm khuẩn. Thì với cơ chế như trên do cạnh tranh với PA3 thì vì mình nói ví dụ nhé, là từ 100 cái pyridine nó sẽ tạo, bình thường nó sẽ tạo ra 100 axit folic nhưng khi mà dùng thuốc này nó sẽ chỉ còn tạo ra 10 axit folic thôi, cho nên
Như vậy thuốc sẽ có tác dụng kháng khuẩn. Rồi, nếu sử dụng đơn độc trimethoprim thì cũng thế. 100 cái chất ban đầu nó sẽ chỉ tạo thành 10 axit folic thôi, nên nó có tác dụng kiềm khuẩn. Nhưng nếu mà mình kết hợp thì có phải là 100 cái axit chất ban đầu nó chỉ tạo ra một axit folic không? Do đó nó thiếu hụt axit folic đến mức mà nó có thể nó bị tiêu diệt luôn. Nên cái sự phối hợp này nó có tác dụng là diệt khuẩn. Đó. Đây, đây là trên biểu đồ sử dụng trên E. coli. Thì đây là không sử dụng thuốc, đây là đường biểu đồ không sử dụng thuốc, thì vi khuẩn tăng phát triển rất là nhanh, sinh sôi phát triển rất là nhanh. Đây là sử dụng đơn độc trimethoprim hoặc là sulfamethasone, nhưng mà nếu kết hợp hai thuốc lại thì chết chưa. Rồi, chỉ định thuốc là gì? Thì đây là lát cắt nha. Thì ở trên do nó có phổ gần giống với ceftriaxone cho nên nó có thể dùng để trị viêm màng não, được chưa? Tại vì ceftriaxone là một kháng sinh đầu tay để điều trị theo kinh nghiệm về viêm màng não, mà khi mà mình chưa biết vi khuẩn gì á, chưa biết tác nhân và kháng sinh đồ á, thì mình dùng ceftriaxone liền. Thứ hai là cái Cotrim á, mình có thể dùng trong nhiễm khuẩn đường hô hấp hoặc viêm xoang. Nhưng mà hiện nay là cái phối hợp này á, đã bị phế cầu đề kháng cao. Thứ hai thì theo các chuyên gia á, thì họ cũng không khuyến cáo là không dùng cái này trong nhiễm trùng đường hô hấp, tại vì nó nhanh chóng gia tăng sự đề kháng, đặc biệt là phế cầu đề kháng penicillin. Nhiễm trùng đường dưới thì đây là một trong những thuốc thường gặp để dùng trị nhiễm trùng đường tiết niệu. Hiệu quả của nó chỉ sau nhóm quinolone thôi. Nó từng được dùng trị thương hàn, nhưng mà hiện tại thì không, tại vì sự phát triển đề kháng quá mạnh mẽ của con Salmonella. Và thứ ba là nó dùng để trị tiêu chảy du lịch. Còn những bệnh giống như tả, tả thì hiện nay bị đề kháng cao rồi, nó không còn dùng để trị tả nữa. Một đặc trưng nhóm này là nó có khả năng chống lại ký sinh trùng, giống như trị viêm phổi do Pneumocystis jinocavecsi và Toxoplasmosis. Thì cái này là một loại nấm, còn cái này là ký sinh trùng trên mèo, nó lây sang mèo người. Thì bình thường người bình thường á, ít khi bị nhiễm hai cái này lắm, hiếm lắm. Thì nhưng mà ở người bệnh nhân bị AIDS á, khi lympho TCD4 á, giảm xuống 200 trên 1 mm khối thì những con này là sẽ gây nhiễm trùng cơ hội. Vì thế nó chỉ là một dấu hiệu để mà cho thấy là nghi ngờ người đó bị AIDS. Còn một nhóm nữa là cái phối hợp trị sốt rét phan xi đăng á, là sulfadocin phối hợp pimethylamine á. Thì cái này phan xi đăng từng là một thuốc rất là nổi tiếng ở Việt Nam, tầm năm 80-90 nó nổi tiếng á, tại vì hồi đó là nước mình bị cấm vận á, nên thuốc này đi đâu cũng phan xi đăng ấy. Hiện nay thì người ta ít xài rồi, tại vì do sự đề kháng quá cao. Những điểm nhấn trong sử dụng sulfamid, thứ nhất là cái thuốc này do ức chế PA3 nên giảm tác dụng nếu vết thương chưa sạch mủ, do nơi có mủ đó thì sẽ làm nồng độ PA3 tăng cao, như vậy là sẽ làm giảm hiệu quả của thuốc, được chưa? Hoặc là dùng chung với các thuốc có cấu trúc PA3 như lovacaine thì nó cũng bị giảm hoạt tính luôn. Thứ hai là tránh dùng trimethoprim phối hợp sulfamethasone để điều trị nhiễm khuẩn do Klebsiella pneumoniae nặng. Nguyên nhân á, là do nó không có đáp ứng lâm sàng dù cho nhạy cảm trên in vitro đến thế nào đi nữa. Thì cái này nó nói lên một vấn đề á, là có rất nhiều trường hợp là nó nhạy cảm với kháng sinh trên in vitro nhưng mà lại không có hiệu quả trên lâm sàng. Ví dụ như doxycycline á, với MRSA, thì doxycycline á, nó cho thấy là sự nhạy cảm với MRSA trên in vitro, nhưng trên lâm sàng á, nó lại không đáp ứng hoặc đáp ứng tệ. Thì nếu mà có gây quá mẩn thì thường phần gây quá mẩn thường là sulfamethasone chứ không phải trimethoprim. Cho nên á, giả dụ như trong trị nhiễm trùng tiểu mà có gây quá mẩn thì mình có thể sử dụng đơn độc trimethoprim để tiếp tục điều trị.
chứ không cần phải bỏ luôn thuốc. Thứ tư là cái thuốc này này, nó thâm nhập sâu vào các tuyến nhân bị nhiễm khuẩn nên là kháng sinh được lựa chọn ưu tiên trong viêm tuyến mô hôi tạo mủ. Ví dụ như do tụ cầu khuẩn chẳng hạn, cầu khuẩn nhảy với methicillin nha. Chứ tụ cầu khuẩn mà kháng methicillin á, nhiều khi nó đề kháng luôn cả trimethoprim phối hợp với sulfamethasone. Đấy nha. Cuối cùng là cái phối hợp này nó làm nặng hơn nhiễm khuẩn rickettsia. Tại sao? Tại vì rickettsia nó bị PA3 làm hại. Thậm chí là có nhiều trường hợp người ta dùng PA3 để điều trị rickettsia luôn, cái thời mà chưa có kháng sinh á, là nó có PA3 có tác dụng kháng rickettsia. Như vậy cho nên dùng trimethoprim phối hợp sulfamethasone làm nó làm nặng hơn nhiễm khuẩn rickettsia. Rồi tác dụng phụ, kháng sinh dung nạp tốt, ít tác dụng phụ. Thứ hai là nó là kháng sinh hay gây hoại tử da. Thì cái thuốc này là thuốc kháng folate cho nên nó có các độc tính thiếu kháng folate là thiếu máu ha, hoặc là giảm mặt cầu hạt thì khắc phục bằng bổ sung axit folic. Và bệnh nhân ấy thì tăng các nhạy cảm đối với kháng sinh này. Vì kháng sinh này là một kháng sinh kháng axit folic, mà axit folic á, là một yếu tố quan trọng trong phụ nữ có thai để phát triển thai nhi. Vì thiếu axit folic á, là có thể gây giảm phát triển thai nhi và có thể thậm chí là có thể gây quái thai nếu quá thiếu. Vì thế thuốc này không được dùng cho phụ nữ có thai vì gây quái thai. Cái nữa là thuốc này nó có thể kết tinh tại đường thận, đường tiết niệu, gây sỏi thận, viêm sỏi bàng quang. Và cái tinh này á, nó tăng lên khi mà nước tiểu có tính axit và giảm đi khi mà nước tiểu có tính kiềm. Cho nên không có nên dùng chung với các thuốc gây axit niệu, ví dụ như vitamin C. Khắc phục bằng cách uống nhiều nước, kiềm hóa nước tiểu. Đây là tác dụng phụ trên da. Đây, thì đây là tác dụng phụ trên da, các bạn có thể thấy à, hình ảnh trực quan. Đây là vàng da nhân não ở trẻ sơ sinh, nguyên nhân là do gan của trẻ sơ sinh nó chưa hoàn thiện á, cho nên gây ra khi mà phụ nữ người mẹ dùng thuốc này mà gần sinh bé nó có thể bị. Rồi tương tác thuốc thì thuốc làm tăng, nó có tăng độc tính trên tủy xương với các thuốc ức chế tủy xương như azathioprine, cisplatin và dẫn chất của nó, hoặc các thuốc chữa ung thư, methotrexate. Điều này nó có thể làm giảm mất bụng, giảm bạch cầu hạt hoặc mất bạch cầu hạt và thiếu máu hồng cầu to. Rồi những nguy cơ tạo sỏi khi dùng chung với các thuốc làm toan hóa nước tiểu như vitamin C, methylamine. Thì methylamine á, khi mà nó vào nước tiểu nó có thể giáng hóa, nó tạo thành phoc mon, thì nó làm axit nước tiểu, và axit nước tiểu thì nó làm tăng kết tinh của thuốc. Hai là chlorobenzene có thể làm giảm đào thải sulfamide, điều này có thể làm tăng nồng độ của thuốc và nếu mà người ta không biết thì có thể gây ngộ độc cho thuốc, tại vì thuốc ở nồng độ cao thì nó cũng chẳng bổ béo gì. Tương tác nữa là nó làm tăng nồng độ phenytoin, các thuốc kháng vitamin K như warfarin do đẩy khỏi nước huyết tương. Thì các bạn có thể hình dung đây là cô gái này là huyết tương. Còn thuốc á, hai thuốc này thì nó tranh nhau để nó bám vào cô gái này và nó đẩy nhau ra khỏi huyết tương thì nó sẽ làm tăng nồng độ thuốc nha. Và nó là có thể làm tăng thời gian bán thải của sulfamid, các sulfamid hạ đường huyết khác. Rồi mình đến với nhóm tiếp theo là nhóm quinolone. Thì nhóm quinolone là một nhóm mà có tác dụng diệt khuẩn, ngoại trừ thế hệ 1 là chỉ có tác dụng kiềm khuẩn thôi. Cơ chế là ức chế ADN kinase và topoisomerase 4, do đó ngăn chặn sự tổng hợp ADN của vi khuẩn. Đây là một nhóm kháng sinh tác động vào ADN của vi khuẩn. Ngoài ra nó có tác dụng trên cả mRNA này, ức chế tổng hợp protein vi khuẩn. Tuy nhiên thì tác dụng này chỉ là tác dụng phụ và yếu thôi, cho nên thường thì chúng ta chỉ thấy hai tác dụng đầu. Hai tác dụng đầu là hai tác dụng chính.
Rồi, các thế hệ. Thì thế hệ 1 gồm có acid linoleic, acid oxolinic, sinoxazin. Thì nhóm này có phổ hẹp, không đạt đủ nồng độ trong máu nên chỉ tác dụng trên gram âm đường tiết niệu và đường tiêu hóa. Nó có hoạt tính yếu, dễ bị đề kháng và hiện nay thì bị đề kháng cao nên ít sử dụng. Nhóm thứ hai á, là ciprofloxacin. Nó có ức chế cả adenine kinase và topoisomerase 4 nên hoạt tính tăng gấp 10 đến 30 lần so với thế hệ 1. Vì thế nó có tác dụng diệt khuẩn và nó có mở rộng phổ qua gram dương nữa. Tuy nhiên á, thì hoạt tính trên gram dương thì yếu và thường người ta cũng hạn chế sử dụng ciprofloxacin hoặc các kháng quinolone thế hệ 2 khác để điều trị nhiễm khuẩn gram dương do nhanh chóng bị đề kháng và hoạt tính và hiệu quả cũng cao. Nó có tác dụng trên vi khuẩn không điển hình và Pseudomonas nữa. Thế hệ thứ ba levofloxacin thường gặp, trong khi hai cái nhóm này thì ít gặp hơn, hiếm gặp. Nó có tăng tác động trên vi khuẩn gram dương, có tác dụng tốt trên liên cầu phế cầu, vì thế được có thể sử dụng trong nhiễm trùng đường hô hấp như viêm xoang này, viêm phổi cộng đồng này, viêm phổi bệnh viện hay là viêm tay giữa chẳng hạn. Vì thế nó còn được gọi là quinolone hô hấp. Sang thế hệ phổi thứ tư á, thì nó có mở rộng phổ trên vi khuẩn kỵ khí. Tuy nhiên nó có lại có nhược điểm là nó không tác động trên trực khuẩn mủ xanh. Thì đây là sự phát triển của nhóm quinolone. Thì thế hệ 2 ưu thế trên gram âm hơn, trong đó mạnh nhất là ciprofloxacin. Qua thế hệ 3 thì mở rộng phổ trên gram dương. Sang thế hệ 4 thì mở rộng phổ trên vi khuẩn kỵ khí. Đây, đây là phổ kháng khuẩn để các bạn tham khảo. Thì thế hệ 1 chỉ tác động trên các gram âm, trực khuẩn gram âm mà thường gặp là trực khuẩn gram âm Enterobacter CAE, gây bệnh trong nhiễm trùng đường tiết niệu và nhiễm trùng đường ruột á. Sang thế hệ thứ hai thì mở rộng phổ ra, tác động trên cả Chlamydia và Mycoplasma. Cho nên hay được dùng trong điều trị viêm đường tiết niệu, mà kể cả các tác nhân là do Chlamydia chẳng hạn. Sang thế hệ thứ ba thì nó tăng tác dụng trên vi khuẩn gram dương. Vì thế nó còn được gọi là quinolone hô hấp là vậy. Thế hệ 3 và 4. Thì sang thế hệ 4 nó mở rộng phổ trên vi khuẩn kỵ khí. Cho nên thường được dùng trong có thể dùng trong nhiễm trùng ổ bụng á. Tuy nhiên nó không có tác dụng trên Mycoplasma và Chlamydia nghe. Rồi, đây là bảng tham khảo độ nhạy cảm của vi khuẩn. Thì moxifloxacin có tác dụng trên vi khuẩn kỵ khí này. Ofloxacin và ciprofloxacin chỉ có một cộng trên vi khuẩn gram dương thôi. Nhưng đây là ciprofloxacin thì có tác dụng rất mạnh mẽ trên Pseudomonas và vi khuẩn gram âm. Đây là các vi khuẩn như Chlamydia này, các vi khuẩn không có vắt tế bào. Rồi dược động học, ciprofloxacin, ofloxacin thì và levofloxacin có phần trăm thải trừ qua khuẩn cao. Hiểu chưa? Và phần trăm thải trừ qua thận này á, nó ở dạng là còn hoạt tính. Cho nên các kháng sinh này tốt dùng tốt trong nhiễm trùng đường tiết niệu, trong khi moxifloxacin á, nó chỉ thải trừ qua tận khoảng 20% này, ở dạng có hoạt tính thôi. Cho nên nó không hiệu quả lắm trong điều trị nhiễm trùng đường tiết niệu nha. Rồi, chỉ định thì mình sử dụng lát cắt cơ hoành để phân biệt nha. Nó là có thể dùng để trị nhiễm trùng tay giữa, nhiễm trùng đường hô hấp như viêm xoang, viêm họng hoặc viêm phế quản, viêm phổi cộng đồng hoặc viêm phổi bệnh viện chẳng hạn. Thì các quinolone thế hệ 3 4 được dùng trong trường hợp đó. Còn các quinolone thế hệ 2 á, và kể cả 3 4 nữa chỉ có tác dụng hạn chế trên tụ cầu thôi. Ở dưới nó trị nhiễm trùng đường tiểu, nhiễm trùng ổ bụng, nhiễm trùng phụ khoa. Và do hiện nay đề kháng cao nên ciprofloxacin hoặc ofloxacin không còn được dùng để trị lậu. Mặc dù cách đây khoảng 20 năm á, nó là thuốc đầu tay để dùng điều trị lậu á. Nhưng hiện nay thì đề kháng gần 100% luôn. Nó còn dùng để trị nhiễm trùng đường tiêu hóa. WHO sử dụng để điều trị tả này, hoặc là lị, hoặc các bệnh giống như tiêu chảy du lịch nhé. Thì nó điều trị tốt á.
À, nhiễm khuẩn tiết niệu thì do vi khuẩn Gram chiếm khoảng 90%, thường gặp nhất là E. coli, đặc biệt là nhiễm trùng tiết niệu không có yếu tố nguy cơ thì thường gặp nhất là E. coli. Proteus mirabilis thì gặp khoảng 10 đến 15% người bệnh với dấu hiệu đặc trưng là có sỏi, Staphylococcus Clebsia hoặc là Staphylococcus đó, thì nó hay gây bệnh trên người có yếu tố nguy cơ, ví dụ như sỏi, sỏi thận, sỏi niệu hoặc là đặt ống thông tiểu. Ngoài ra các vi khuẩn này cũng có thể gây là nhiễm khuẩn tiết niệu. Rồi FDA công nhận thì FDA công nhận là ciprofloxacin hoặc levofloxacin dùng để trị nhiễm trùng đường tiểu có biến chứng và viêm cầu thận. Trong khi tất cả những nhóm này, những cái này đều có thể dùng điều trị nhiễm trùng đường tiểu không biến chứng. Nguyên nhân là vì ciprofloxacin có hiệu quả hơn ofloxacin trên vi khuẩn gram âm. Được chưa? Còn levofloxacin thì phổ rộng rồi. Phổ rộng và nó bao trùm các tác nhân gây bệnh. Hiệu quả nó không tốt nữa. Rồi qua nhiễm trùng đường tiêu hóa. Thuốc có tác dụng tốt trên vi khuẩn gram âm. Dùng trị thương hàn, lị, tả, tiêu chảy, du lịch. Levofloxacin còn được dùng trong điều trị HP kháng thuốc nữa. Tuy nhiên thì hiện nay người ta khá là lạm dụng levofloxacin trong điều trị HP á. Nên nên hiện hiện nay thì hậu quả của việc đó là hiện nay HP nó kháng levofloxacin rất nhiều. Ciprofloxacin được dùng để điều trị trẻ dưới 8 tuổi nhiễm Shigella. Mối liên quan giữa đặc tính nhiều đồng học và dược lực học thì đây là một kháng sinh diệt khuẩn phụ thuộc vào nồng độ. Có nghĩa nồng độ càng cao thì tốc độ diệt khuẩn càng nhanh. Thứ hai, nó có tác dụng hậu kháng sinh kéo dài. Các bạn thấy ví dụ đây, tobramycin là một kháng sinh có tác dụng diệt khuẩn phụ thuộc nồng độ, y như ciprofloxacin luôn. Trong khi ticagrelor á, thuộc nhóm beta-lactam, là nó là kháng sinh diệt khuẩn phụ thuộc vào thời gian. Thì các bạn thấy này, nồng độ càng cao thì tốc độ diệt khuẩn càng nhanh. Nha. Tobramycin cũng vậy, nồng độ càng cao thì tốc độ diệt khuẩn càng nhanh. Trong khi á, ticagrelor á, nó là một kháng sinh diệt khuẩn phụ thuộc thời gian, thì thời gian càng lâu mình mới diệt khuẩn được. Thì các bạn thấy không, nồng độ càng cao, sự khác biệt giữa tốc độ diệt khuẩn nó không nhiều. Thấy chưa? Rồi. Cho nên á, mục tiêu cần đạt là Cpic trên mic là từ 8 đến 10, hoặc là AUC 24 so với mic là từ 25 đến 125. Vì thế sử dụng thuốc phải đảm bảo liều, đặc biệt là liều đạt ban đầu. Liều thấp làm giảm hiệu quả điều trị và phát triển đề kháng của vi khuẩn. Rồi phối hợp kháng sinh thì levofloxacin hô hấp được phối hợp với beta lactam trong điều trị viêm phổi cộng đồng ca hoặc viêm phổi đồng bệnh viện. Thì sự phối hợp kháng sinh trong trường hợp này á, nó cho thấy nha, giảm tỷ lệ tử vong rõ rệt luôn, đặc biệt là trong trường hợp nặng hoặc là chăm sóc IUC. Ngoài ra thì fluoroquinolone không được khuyến cáo phối hợp trong các trường hợp khác. Thì mình không thấy một tài liệu nào khuyến cáo là phối hợp fluoroquinolone cả với kháng sinh khác cả, ngoại trừ trong trường hợp viêm phổi cộng đồng hoặc viêm phổi bệnh viện thôi. Thì mình thấy một cái phối hợp người ta hay xài là fluoroquinolone và metronidazole. Thì mình thấy đây là một phối hợp khá là vô ích vì nó không tăng tác dụng điều trị cũng như không ngăn chặn sự đề kháng luôn. Nó chỉ gia tăng tiền điều trị, gia tăng hậu quả trên bệnh nhân, tác dụng phụ trên bệnh nhân. Ba nữa là nó gia tăng tốc độ đề kháng thôi, chứ nó không có hiệu quả hữu ích gì. Rồi, thuốc này á, thì không cần phải chỉnh liều quinolone trên bệnh nhân suy gan nha. Nhưng ngoại trừ moxifloxacin, tại vì moxifloxacin có phần trăm chuyển hóa qua gan là 52%. Vì vậy là cần phải chỉnh liều khi mà suy gan. À, do nó thải trừ qua đường tiểu là chủ yếu, cho nên quinolone không cần phải chỉnh liều trên bệnh nhân suy gan, tuy nhiên nó cần phải chỉnh liều trên bệnh nhân suy thận nha. Rồi đến tác dụng phụ. Thì levofloxacin hoặc các quinolone đó có tác dụng phụ khá là lớn, cho nên người ta không dùng để điều trị các bệnh nhẹ do lợi ích không vượt quá nguy cơ, nhỏ hơn nguy cơ.
Thì các tác dụng phụ là thường tới là phá hủy sự phát triển của sụn, viêm gan và đứt gân axin. Thì nó tăng tác dụng phụ này đỡ bệnh nhân lớn hơn 60 tuổi hoặc là sử dụng corticoid chẳng hạn. Thì nó sẽ tăng các hậu quả này. Rồi, tiêu chảy buồn nôn nôn, tiêu chảy do Clostridium, tại vì đây là một kháng sinh phổ rộng nhưng nó lại không tác dụng trên Clostridium difficile, cho nên làm mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột dẫn đến tiêu chảy do Clostridium. Ở trên thần kinh thì có tác dụng phụ là chóng mặt, đau đầu, mất ngủ, động kinh hoảng loạn hoặc động kinh trên tiết niệu như sỏi thận, sỏi bàng quang, sỏi niệu đạo. Thì cái này thì cũng nhẹ thôi. Rồi, đây là một tác dụng tệ này, kéo dài QT. Các bạn nghe bảo levofloxacin gây chết người là do kéo dài QT á, thì nó gây xoắn đỉnh kéo dài QT. Ngoài ra thì nó còn gây viêm da, dị ứng da nữa. Tương tác thuốc, thuốc này có tương tác với ion kim loại nha, giống như là sử dụng với các chế phẩm với kẽm chẳng hạn. Thì hồi ở bệnh viện sản nhi mình thấy một cái đơn mà người ta sử dụng ciprofloxacin với kẽm chung á, mà bác sĩ lại quên không dặn bệnh nhân, có lẽ bác sĩ quên không dặn bệnh nhân là không được uống chung, thế là bệnh nhân ai vào cũng uống chung thôi, thì để cho nên hiệu quả nó không có hiệu quả. Thì nó tạo phức chây lát làm giảm hấp thu và giảm tác dụng nha. Đây là nồng độ thuốc khi mà uống một mình, thấy chưa? Màu xanh là khi mà dùng với sữa, nhưng màu đỏ là khi dùng với da ua, nó bị giảm rõ rệt. Rồi, các tương tác khoa khác, quinolone đẩy thuốc ra khỏi vị trí gắn protein huyết tương nên làm tăng tác dụng tăng độc tính của thuốc đông máu kháng vitamin K, hoặc tăng nồng độ của theophylline kháng histamine H2 do ức chế CYP450. Vì thế các trường hợp này cần phải theo dõi và điều chỉnh liều phối hợp. Rồi, các điểm nhấn trong sử dụng fluoroquinolone để điều trị nhiễm khuẩn trên lâm sàng là levofloxacin liều 750 mg một ngày được ưa chuộng hơn ciprofloxacin trong điều trị nhiễm khuẩn nặng do Pseudomonas. Tất cả các quinolone, fluoroquinolone đều có tác dụng tương đương nhau trong dự phòng não mục cầu. Levofloxacin và mociproloxacin là kháng sinh lý tưởng trong chuyển đổi đường tiêm sang đường uống. Ciprofloxacin có hoạt tính yếu trên tụ cầu và sử dụng cái thuốc này làm gia tăng nhanh tình trạng tụ cầu kháng ciprofloxacin.